Hỏi đáp với thầy Kenji, phần 3. Những câu hỏi y đức dành cho y học hiện đại. Câu hỏi: Giả sử khi cái chết gần kề, một ai đó từ chối nhận thức ăn hay trị liệu, người ấy biết mình sắp ra đi và cảm thấy không thể chấp nhận cuộc sống kéo dài thêm nữa, điều đó có thể xem là hành động tự sát chăng? Trả lời: một lần nữa điều đó còn phụ thuộc nhiều yếu tố nếu người ấy từ chối ăn uống nhằm mục đích ra đi sớm thì điều đó không đúng nhưng nếu người ấy ngừng ăn hay ngưng uống thuốc và nói hãy để tôi chết bình yên đừng quấy rầy tôi nữa thì điều đó khác hẳn tất cả đều phụ thuộc vào ước nguyện của người đó nếu mong muốn được chết nhanh điều đó sai rồi nhưng nếu ước nguyện ra đi an lành thì hoàn toàn khác hẳn câu hỏi các bác sĩ phương tây chữa trị cho bệnh nhân bằng hết khả năng của mình tuy nhiên khi họ quyết định không còn phương cách chạy chữa nào nữa thì sẽ có một cơ chế theo đó bệnh nhân được phép về nhà và được cung cấp dịch vụ điều dưỡng nhằm giúp bệnh nhân ra đi bình an trong môi trường quen thuộc thông thường tất cả phương pháp trị liệu lúc đó chỉ là cho thuốc giảm đau chăm sóc ân cần và giúp bệnh nhân được thoải mái mà thôi trả lời thật tuyệt vời như vậy rất tốt cách làm này rất nhân bản nếu người ấy sắp mất và cũng không còn cách nào chữa trị nữa thì tốt hơn nên đưa người ấy về nhà để hưởng bầu không khí trong lành hơn hãy tạo ra một môi trường chánh pháp hãy để người ấy ra đi bình an, trong sự thoải mái, tốt lắm. Chẳng phải trên trời cao, chẳng phải dưới biển sâu, thậm chí cũng chẳng phải trong hang động trên núi cao. Người ta có thể tìm nơi ẩn náu vì không một nơi nào trên thế gian này mà con người không bị cái chết chế ngự. Kinh Pháp Cú, Phẩm Chính, Ác, Kệ Số 128 không trên trời giữa biển không lánh vào động núi không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thần chết bản dịch của hòa thượng thích minh châu